Đó, bạn ngay trước các bạn trong video này đó là đầu loa bạn đầu loa Yamaha NS1000, phiên bản cực kỳ hiếm, đó là phiên bản Ebony. Thì cái phiên bản Ebony này, tiếng Anh Ebony có nghĩa là gỗ mun thôi, nhưng mà cái dòng này thì nó chỉ ghi NS1000, nó không có ghi chữ Ebony. Hôm trước cách đây khoảng khá lâu mình có bán một cặp, nó còn nguyên thùng, thì trong thùng nó ngoài thùng thì nó ghi chữ Ebony ở phía dưới, nhưng mà cái thùng gỗ thì nó không ghi, cái thùng nó ghi là cái thùng cạc tông thôi. Và cái cặp NS1000 Ebony này nó là cái phiên bản nâng cấp của dòng NS1000 monitor, nhưng mà đây không phải là loại monitor, đây là dòng loa cho người dùng xài. Dòng loa monitor thì cho giới kiểm âm, giới ca sĩ, phòng thu, studio, những cái dòng này thì nó dành cho người dùng chúng ta xài. Nên hãng Yamaha thiết kế có một chút thay đổi, nó phù hợp cho người dùng xài hơn, dễ ghép âm ly hơn. Nếu các bạn đã từng trải qua NS1000 monitor thì các bạn chắc cũng hiểu là cặp đó nó cũng khá là khó ghép âm ly, nhưng mà khi đã trải qua cặp ngàn Ebony này, chúng ta mới thấy là nó cực kỳ hay, dễ ghép âm ly, rất là sang trọng. Hoặc nhìn thì chúng ta cứ nghĩ là nó cũng không có lưới giống như cái dòng mà NS1000 monitor, các bạn không thấy chốt lưới đâu cả. Nhưng mà khác ở chỗ là NS1000 monitor thì cái mic và cái track thì giống nhau thôi, còn cái bass, xin lỗi, cái bass thì nó có một cái lớp chụp, cái chụp cái này giống y vậy, nhưng mà nó chụp cái mic cái bass đó, còn thằng này là không có. Vậy thì thằng này nó có lưới không? Ok, thằng này có lưới nha các bạn. Vậy lưới nó gắn vào đâu? Trước hết thì chúng ta quan sát cái lưới đã. Đó. Cái lưới nó không có chốt gì hết. Thì các bạn quan sát cái loa này nó có cái đường rãnh. Đây. Đó, cái đường rãnh. Đường rãnh rất là đẹp. Nó làm tạo nên một cái khung giống như cái khung tranh. Nhưng mà đó là ngụy trang để chúng ta gắn cái lưới vào. Đó. Vừa trang trí, vừa gắn lưới. Đó. Cực kỳ ngầu luôn. Cái lưới này bằng chất liệu vải giống như là vải lông, giống như cái dòng mà Rimmel mà hay là 100 Century thì nó cũng có cái chất liệu mút, cái phiên bản mút này đó, mở ra rất là dễ, đậy lại rất là kín, rất là khít. Cặp này thì nó có công suất là 100W, độ nhạy là 94 dB, trở kháng là 8 ohm, được sản xuất vào những năm 2000. Đây là cái phiên bản gọi là phiên bản limited nha các bạn. Phiên bản limited là sao? Là phiên bản giới hạn. Mà phiên bản giới hạn thì chúng ta rất là khó mua được số lượng, hoặc là chúng ta khó tìm thấy cặp thứ hai ở tại thị trường mà Việt Nam, cực kỳ hiếm. Các bạn có thể lên gõ trên Google Yamaha NS1000 E B B là B bò O N Y dài Ebony nha, mình sẽ biết. Và thôi, mình sẽ đo kích thước của nó trước khi tới nhà. Ba mươi chín chiều ngang, chiều sâu là 32. Nên tính luôn cái lưới này thì chắc nó lên khoảng 34 nha các bạn, 33, 34. Chiều cao là 71, nặng 40 kg. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm của nó nha. Những ngày chưa nhập ngũ, vùng trần gian.
những ngày anh đi khỏi. Xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bầy nhân gian, để đêm khói thuốc bay vàng tìm nhau thấy gần. Đâu chỉ có mây, thường khi vào tôi nhớ hương mây như cả trên cỏ mây, thường khi vào tối.